Thì nói vậy cô coi cô có gạo cho con. Dạ hai cái áo với một cái quần. Hai cái áo. Dạ. Với lại một cái quần. Mưa ở ngoài trời á làm cho Khang nhớ thêm nỗi nhớ da diết về người cha của mình. Nỗi lo thì vẫn còn đó đó. Nhưng mà hiện nay á ở trong nhà của Khang này, cô bác quý anh chị thấy không? Những cái mưa ở ngoài sao nó tạt nó làm ướt cả một cái nền nhà như thế này. Và cái nơi mà cô gáo nhất, cái nơi mà em có thể tá túc được ở trong cái ngôi nhà những lúc trời mưa và chập tối như thế này, đó là một cái căn phòng nhỏ chưa đầy 9 mét vuông. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thới Bình của thành phố Cà Mau. Ngày hôm nay là một ngày mưa dầm luôn cô bác quý anh chị. Phải vượt một cái đoạn đường khá là xa để thăm lại hoàn cảnh của em Khang, một cậu học trò, vì hoàn cảnh gia đình mà em phải sống trong một cái căn nhà một nét, mưa tạt gió lùa. Và hôm nay để hiểu rõ thêm cũng như là trời đang mưa nè, sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về hoàn cảnh của em hiện tại như thế nào, cũng như là ngôi nhà của em ra sao ha. Và bây giờ thì đoạn đường còn hơn 1 km nữa là tới rồi. Cũng thay mặt cho cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân để gửi cho em có thể tiếp tục cái con đường học vấn của mình. Mời cô bác quý anh chị tiếp tục cùng theo Bùi Hồ ha. Cái ngôi nhà của Khang khi mà trời mưa nè cô bác quý anh chị. Đó, không biết thì ngôi nhà ở trong này nó có bị dột hay không. Khang ơi. Chào con. Là bao lâu rồi chú cháu mình chưa gặp? Dạ cũng lâu. Cũng lâu rồi, cho chú đem cho biết chứ hả? Dạ. Mấy tuần trước. Nghỉ hè rồi. Dạ. Mưa có dột không Khang? Dạ tạt vô. Có cái sao. Đâu ra sao đây? Tạt vô trong nhà. Ồ, ướt kìa. Đi Khang. Sáng. Ủa phía sau này con không có cửa sao sao? Dạ không, cửa anh sức rồi. Không có cửa luôn. Hôm nay là ăn cơm gì? Dạ. Sáng con đi lễ đoàn với mấy anh bao. Bao ăn hả? Dạ. Rồi vừa rồi là tổng kết là được loại gì? Dạ học sinh khá. Học sinh khá. Dạ. Có được nhà trường hỗ trợ gì thêm không? Dạ được, cũng có. Cũng có hả? Dạ. Cô có cô chủ nhiệm xem được clip của em đó đúng không? Dạ có. Cô có nói gì không? Dạ không, cô thấy bình thường. Ngày nào cô nói cứ hết gạo xuống nhà cô lấy. Cô nói vậy hả? Hết dạ. Gạo xuống nhà cô lấy. Dạ. Thôi mình cứ khăn vô phía trước ngồi đi ha. Đâu vô trong coi nó có tạt không Khang? Cho ngủ á. Dạ con đóng cửa lại, nó không có tạt vô tới. Bên đó nó không có tạt hả Khang? Dạ mưa tị hướng chú. Nãy mưa ở dưới này nó thổi lên tị. Đang làm gì hả Khang? Này giấy khen hả dạ? Dạ. Được rồi, chú coi hả? Tấm này bên thấy, bên thư viện. Có công tác thư viện. Dạ. Sao con không kêu người ta làm cái cửa phía sau để nó tạt như thế này thì... Dạ con ngán đợi cha con về. Cái bình nó ướt rồi nè, nó dễ hư. Ồ, bình ga nó ướt luôn kìa. Mình vậy anh mấy anh đồ lớn lớn đây nè, làm cho mình cái cửa. Mấy con thiết kế miếng mũ con che lại cho đỡ cũng được. Ráng vài bữa nữa cha con về. Vài bữa cho dài hả? Dạ. Ồ Khen bữa nay cao dữ vậy? Mét dạ. Mấy? Con mét bể mấy. Mét bể mấy luôn. Đẹp trai với gan Hàn Quốc ha. Ê, hổng gài có cô chú nào hỗ trợ mình không Khang? Dạ cũng có. Có hả? Dạ. Ngồi xuống đi. Được đủ tiền chi phí ăn học không? Dạ ta có nhiều mà con cũng không dám chừng được. Vậy hả? Dạ. Rồi tổng kết khi nào? Dạ hồi 26. 26 tháng 5. Được mấy cuốn tập? Dạ tính hai mấy cuốn. Hai mấy cuốn. Dạ. Ở hè này có tính đi làm không? Dạ hè con công tác ở đoàn. Công tác ở đoàn. Dạ. Rồi ở đoàn thì tiền đâu làm gì bên đoàn? Dạ bên đoàn đi theo ta tình nguyện viên.
À, làm tình nguyện viên ha. Dạ. Giống như mùa hè xanh gì. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Ừ. Hôm giờ cha mẹ có xem được clip có điện gì hỏi thăm con không? Dạ cha có. Mẹ? Dạ. Mẹ có nói gì không? Dạ cũng có gọi. Mẹ nói sao? Mẹ nói mẹ nhớ con. Mẹ nhớ con? Dạ. Mẹ có xem được clip không? Dạ mẹ có. Có xem được clip luôn? Dạ. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ nói mẹ nhớ, mẹ muốn về thăm. Mẹ có đọc được những cái bình luận không? Dạ cái đó con cũng không biết. Rồi mẹ có nói là mẹ sẽ quay về ở lại nuôi, mẹ sẽ nuôi cho em ăn học không? Cho con ăn học không? Dạ không, con chưa có nghe. Tối ngày mẹ có thường điện về không? Dạ không. Rồi chiều nay ăn cơm gì? Dạ nghe tính, con tính đi kiếm cá. Kiếm cá? Dạ. Cá kiếm cá là kiếm sao? Đi câu. Đi câu? Dạ. Chuẩn bị cái câu câu hay ăn cơm hay sao? Câu cá để ăn cơm hay sao? Dạ không lâu lắm mới câu. Mình có chuẩn bị cần câu rồi chưa? Dạ dạ chưa dạy, con còn sớm. Ừ. Câu ở đâu? Vòng vuông mấy cô chú này nghe xinh. Tại buổi sáng là mình ăn cơm rồi được mọi người đãi mời hay là mình ăn tiệm, chiều là về mình phải tự nấu ăn. Dạ không, lần nào đi công tác lâu lâu mới có mời một bữa. Ừ. Rồi hổng ngày tiền thì mấy cô chú gỡ còn nhiều không? Dạ qua phí một vòng vậy cũng còn. Còn được nhiều không? Dạ ít đỉnh. Ít đỉnh hả? Dạ. Mỗi ngày là chi phí nhiêu chú quên rồi? Dạ ngày hè con cũng không biết nữa. Tại sao mình không đi làm phục vụ, ví dụ như ở quán cà phê mình bưng nước nè? Dạ hay là... con chưa kiếm được gì. Chưa kiếm được hả? Dạ. Tại vì chú nghĩ là mình sẽ làm một cái việc gì đó để mà mình gọi là mình kiếm thêm một cái kinh nghiệm sống cho mình. Dạ. Đồng thời kiếm được một cái đồng lương, đồng thời là mình sẽ những tháng nghỉ hè này nè làm, nó sẽ dạy cho mình một cái kinh nghiệm sống. Dạ. Đó, một cái kỹ năng sống rất là tốt, nên là nữ là vừa kiếm được tiền vừa có kỹ năng sống và lại giúp ích cho mình trong việc học đó. Bây giờ hiện tại con cũng đang kiếm mà chưa có chỗ nào làm. Là bán thời gian đó. Dạ. Kiểu như Khang ở trong đây cũng xa cái đường thị quá. Dạ xa. Đây đến thành phố Cà Mau là nhiêu cây? Dạ cây thì con không chắc mà đi tầm 4 mấy phút. Ừ, xa quá. Dạ. Mà ba điện về ba coi clip ba có nói gì không? Ba có khóc gì không? Ba lo nhà cửa, con ở mưa tạt vô. Thì có nói cô chú cho tiền gì ba có mừng không? Dạ mừng. Ta đã giúp được nhiêu thì giúp. Ba nói sao? Dạ. Cha con cũng nói nhiều trơn, cha cảm ơn. Cha nói. Dạ. Tại vì hôm trước là có một cái chị điện xin số điện thoại của chú cho, của con cho. Thì có gỡ, có nói là chú cho không? Nè, cô nào đó? Chị hay là anh gì đó? Có ai điện qua không? Điện có, chỉ có gặp con gián tiếp qua cô. À. Dạ. Có nghĩa là thông qua cô? Dạ. Thông qua cô. Có nói hỗ trợ học chi phí học tập không? Dạ cũng có. Được mấy nào? Hết lớp 12 luôn hay sao? Dạ ông ta nói vậy thôi, con cũng chưa biết. Ừ. Những con mèo này con nuôi đó hả? Dạ, quần ở nhà có nên nuôi. Cái mưa lớn như hổng ngày mưa nhiều nè, ở trong nhà mà. Con mèo đẹp như vậy. Dạ. Buồn thấy tuổi gì không? Dạ mưa buồn chứ. Có đi đâu chơi gì không Khang? Dạ không, đây ít. Ít hả? Dạ. Nghe cô giáo chủ nhiệm nói là em mà được mọi người thương lắm. Các bạn trong lớp á. Tại em thấy hiền, cô giáo chủ nhiệm cũng có bình luận lên nữa. Dạ. Cũng thường là cô có một cái cô nào mua đồ vô cho em ăn đúng không? Dạ có. Ừ.
Cảm ngày là ở nhà còn muối đường bột ngọt nước mắm vô. Dạ còn nhá. Đâu vô coi với coi ha. Còn đường. Cảm ngày ăn tiệm nhiều ít nấu ăn hay sao? Vậy mà đi con ăn tiệm. Ăn tiệm nhiều. Giờ mấy ngày đi thôi, đường ở nhà con nấu. Nấu hết ha. Dạ. Có mua gì dự trữ nhà không? Mì hết luôn hả? Dạ hết mì. Trước hết rồi đó không? Dạ. Còn có gói một vậy? Còn một gói. Ừ. Ở nhà là mình trang bị tất cả mọi thứ hết à? Gạo đâu? Dạ con để trong buồng. Gạo để buồng. Còn được nhiều không? Dạ có gần 3 kg. Đâu? Đâu đâu mở ra xem mới biết chứ. Còn 3 kg gạo à? Còn gạo này là ta cho hay sao? Dạ con mua. Ký nhiêu Khang? Dạ 14, 15. Sao mình không mua lần khoảng chục ký, 20 ký, 25 ký vậy á? Dạ. Cái bao chục ký á. Ờ. Thôi mua chục ký nặng quá. Nặng quá. Mà bự. Để lên xe chạy mà. Dạ, nặng kinh tế. Nặng kinh tế hả? Dạ. Một ký nhiêu? Dạ. Ký nhiêu quên rồi. Dạ 14 đến 15. 14 ngàn thì chục ký 140 à. Dạ. Thì trước sau bây giờ gạo mình cũng phải mua thôi. Mua lần ít ít vậy nó đỡ. Nó đỡ hơn. Tâm lý mình nó đỡ. Bữa ăn con mấy lon gạo? Dạ nếu mà nên con không tầm sáng chiều thì 2 lon. Dạ. Cô nói là hết gạo, khi nào hết gạo xuống cô lấy hả? Dạ. Trời. Mà tại con ngại con không xuống. Ừ, bữa nay cô chủ nhiệm của cô Khang tên gì? Dạ cô tên Luyến. Cô Luyến mà xem được clip này chắc cho được nửa thùng gạo quá. Ngại không lấy hả? Dạ con ngại, nào kẹt lắm anh. Có khi nào hỏi xin cô không? Dạ lần cũng có. Có luôn. Tại ấy ấy lắm. Dạ. Yeah. Tại đường cùng. Đường cùng quá hả? Dạ. Xin cô nói là sao? Con cũng chỉ thì nói vậy cô. Cô ơi cô có gạo cho con mượn ít. Nhà cô gần đây không? Dạ xa, ở ngoài chợ. Rồi lỡ có khi nào mà cô nói với các bạn thì mình có ngại không? Dạ cũng dạ cũng bình thường. Tại mấy bạn biết. Mấy bạn biết hả? Dạ. Đi học là được mấy bộ đồ đi học? Dạ hai cái áo với một cái quần. Hai cái áo? Dạ. Với lại một cái quần nâu, quần dạ. Tây. Có một cái quần thì sao con thay phiên học đủ? Dạ học mấy buổi sáng về tối còn giặt. À hai cái áo đồng phục ở trên lớp hả Khang? Dạ. Hai cái áo đồng phục màu trắng, một cái áo thể dục. Với lại chỉ có một cái quần tây duy nhất thôi đúng không? Dạ. Gọi là nghèo nghèo khiếp mồm tơi luôn trời. Rớt mồm tơi luôn Khang. Dạ có tại đồ người ta cho. Người ta cho luôn hả? Dạ. Trời ơi. Trời lỡ mưa rồi sao? Mùa mưa này là quần đâu đi học? Dạ. Mùa mưa này sao? Giặt thôi, nhà không quạt sáng nó cũng khô. Có khi nào bị ẩm ẩm không? Dạ cũng có. Bên mình nè đi ra phía sau cái sao cho nó sáng rồi dạ. Với lại nó tối. Hồi nãy thì mưa cũng lớn lắm, rất là tạnh rồi. Dạ. Rồi rửa chén là chỗ này đúng không? Dạ chỗ này. Cái nhà vệ sinh luôn. Cái này là hồi sáng mới ăn hay sao? Dạ cái đó hôm qua ngấy để đó cho mấy con ngấy nó ăn. À còn kia là chưa rửa đó hả? Con rửa rồi, con ngâm nó đó hồi cho nó ra bớt con mới đem vô. Đây vô đây cái Đạt ơi. Tại sao mình không làm cái sàn nước mà mình để vậy Khang? Dạ. Không làm cái sàn nước chiên. Sàn nước lại. Cái đồ rửa chén kia mình để lên đây rồi đi vệ sinh rồi sao? Dạ nào đi ngấy ra thôi. Có nghĩa là chỗ rửa chén ở đây đi vệ sinh đằng kia? Không, con rửa chén con rửa ngoài này. Cái đó con đem vô con ngâm thôi, tí nữa con đổ. Này phải làm một cái nhà vệ sinh mới được chứ chén. Cái mà việc lặt vặt như là tán hồ xi măng con có biết cách làm được không? Dạ, con không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm. Giống như mình làm để mình xài thôi á. Có nghĩa là như thế này là cô bác anh chị Khang khổ đến nỗi ở trong kia là xào quần áo thấy không? Cô bác anh chị thấy ở trong đó là chỉ có hai cái áo trắng thôi. Như là một cái quần Âu rồi một cái quần Tây đó. Còn nước ở đây nước cây nè. Thay vì là sẽ cái nhà vệ sinh nó sẽ dừng lại ngăn nắp tí xíu. Mà không, hay Đạt ha. Thì Khang nó sẽ làm ở trên dừng một cái thiết gô. Mưa thì để chén ở trong này luôn đúng không? Dạ. Ngâm. Khi nào đi vệ sinh thì đem chén ra. Mà nói thiệt như thế này nha Khang nha. Dạ. Cái chén bát của mình ăn cơm á. Mà mình để ở trong cái khu của cái nhà vệ sinh, cái nơi mà nó không được tiện. Toilet thì nó lại được. Nó lại
có vẻ như là nó không tiện cho lắm. Yeah. Nó mất vị. Cha của con có nói dự định khi nào làm cái bếp lại cho con không, để nhiều khi mưa gió ra nhà vệ sinh rồi nè. Cha về dừng lại cái dắt ở sao cho đừng tạt vô. Nhưng mà quan trọng là cha về cha có tiền không nữa. Con không biết cha tháng có tháng không. Cha về rồi cha có nói cha đi làm nữa không hay là cha ở với con? Dạ cha làm nữa. Vợ con đâu có tiền đâu sống. Về mấy ngày? Dạ. Cha nói cha về mấy ngày? Về vài ngày. Mình ở đây mình vừa đi học thêm. Có đi học thêm được không? Không. Dạ thường có. Có. Dạ. Học thêm tốn tiền hay là miễn phí? Dạ cũng tốn mà được giảm. Giảm hả? Dạ. Học thêm môn gì? Dạ toán với tiếng Anh. Toán với tiếng Anh. Dạ. Tiếng Anh nói được câu nào không? Dạ tạm tạm chú. Nói cho chú nghe một câu anh. Ví dụ như câu nào kể. Một cái câu nào ví dụ mình hồi đọc câu hỏi đi. Một câu nào cũng được á Khang, mà Khang cảm thấy là con cảm ơn các chú gì đã giúp đỡ cho con. Rồi con sẽ nói một cái câu cảm ơn bằng tiếng Anh như thế nào. Con cảm ơn cơ bản nhất có thank you. Rồi đã hỗ trợ cho con số tiền con đi học. Chứ đó con chứ cái hơi xa chú. Hơi xa. Dạ, con dở con mới học thêm. Dở mới đi học thêm đúng dạ. Không? Tiếng Anh kia gọi được mấy phải? Thi á chú. Tính cả năm cũng được 70+. Tiếng Anh sau này thì Việt Nam của mình càng ngày càng... Hai nó quan trọng. Càng mở rộng hợp tác làm ăn với lại nước ngoài nhiều. Những cái doanh nghiệp nước ngoài vô nhiều nên mình phải cố gắng học tiếng Anh. Thì nó mới cho mình một cái nhiều cái cơ hội việc làm hơn. Nói cái đó là cái, dạ. Cái thực tế nhất. Ngày hôm nay thì chú Đạt với chú Hồ đến đây á, ngoài việc quay lại thăm lại hoàn cảnh của con á, thì lại càng phát hiện khổ lại khổ thêm nữa nè. Cái nhà vệ sinh nó cực kỳ khổ luôn nè. Thứ hai nữa là chỉ có hai cái áo với một cái quần thôi đúng không? Là thay phiên nhau đi học nè. Gạo thì mua lần có 2 ký, 3 ký, không dám mua 10 ký nữa. Tại vì không có tiền. Dạ nặng. Nặng rồi đi xa vậy rồi lít xăng rồi sao? Trong kinh tế chứ. Hả? Nặng kinh tế. Có khi nào mà hết xăng đi bộ đi xe đạp không? Dạ không, chuyện gì chứ chuyện xăng con luôn thủ sẵn. Thủ sẵn à? Dạ. Xăng ở đâu mà thủ sẵn? Không, thủ bỏ túi á. Thủ tiền mua xăng sẵn. Chứ không phải là ở nhà có xăng sẵn. Dạ. À nhìn ăn để lo xăng để đi đến lớp ha. Dạ, có xăng để đi chứ. Cuối cùng là một ngày đi học đến lớp là bao nhiêu tiền nó lại cho cô bác với chị gọi. Tính tiền sao chú, tiền sinh hoạt các trường hay đi học? Tiền ăn uống á. Ăn con không ăn nhiều hết trơn, ngày học thêm sáng 20. Sáng 20, chiều 10. Ừ. Mà nhà bữa con không ăn. Ừ. Ăn thì không ăn. Dạ. Còn tiền xăng nữa ngày ra cũng 40-50 đúng không? Dạ không, đổi theo tuần. Ví dụ thứ bảy chủ nhật thì sao? Nếu có trường có thì có học thì đi nữa. Lâu lâu trường cũng có mấy cái tổ chức mấy sự kiện cho học sinh. Dạ, nên cũng có đi. Ở đây con có thường giao lưu với bạn bè nào lại chơi với con cho đỡ buồn không? Dạ, nhà vậy thôi, sao dám dẫn ta lại? Nhà gắt quá đúng không? Kỳ. Khổ quá, dẫn lại kỳ rồi tốn kém nữa. Dạ. Cũng phải tốn tiền rồi đại nước các bạn nữa mà mình không có tiền. Dạ. Anh nữ là như vậy thì có bao giờ mình mặc cảm không? Dạ cũng có. Thấy người ta được đi học nè, được ba mẹ cho tiền đi học đầy đủ, thậm chí là người ta tính đến những cái tương lai nó xa rồi hơn, như là làm bác sĩ, làm kỹ sư. Thì có khi nào em nghĩ rằng là mình đi học bây giờ cái chuyện học phổ thông thôi, học phí trường á thì cũng đóng rất ít, thì mình có dự định là mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình? Tuy nhiên là em có bao giờ nghĩ rằng là nếu như không có một người nào giúp đỡ em học tập thì lúc đó em làm gì để em học đến hết cái đại học? Lúc đó thì em cũng chưa suy nghĩ tới nữa. Chứ cha thì cha nói cha lo được, nhưng mà em cũng lo cho cha lại. Tại mình lên cha lo thì không nổi. Hết cấp 3 thì nổi, chứ đại học mình lên cha lo không nổi. Có bao giờ mình nghĩ rằng mình sợ rằng, chứ mình nghĩ mình sợ rằng mình sẽ không có tiền đi học lại quay lại làm công nhân? Dạ từng nghĩ rồi. Từng nghĩ rồi? Dạ rồi. Nghĩ đến cái diễn cảnh đó thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Nghẹn.
Hả? Ngẹn. Nó ngẹn á. Ngẹn? Dạ. Ừ. Ngẹn như thế nào, chia sẻ cho cô chú, anh chị, ông bà cũng như là hai chú được biết không? Thấy là không có tương lai. Thấy không có tương lai. Dạ. Khi mà mình nghĩ đến cái viễn cảnh đó thì mình có muốn nghỉ học để mình tìm một cái công việc khác không? Dạ, vẫn không có ý định nghỉ học. Dạ, không có ý định. Dạ không. À, có nghĩa là dù cỡ nào cũng phải cố gắng đi học hết lớp 12. Dạ, ít nhất là hết. Ít nhất là hết lớp 12. Dạ. Mình không có một cái tiền để vô làm một cái nghề gì khác thì mình sẽ có được tiền. Mình sẽ có được kiến thức để mình làm một cái nghề khác cho nó gọi là có tư duy, có một cái gì nền tảng nó sẵn, đúng không? Dạ. Sao lại muốn khóc nữa rồi? Miếu luôn rồi. Lâu không gặp cha buồn. Lâu không gặp cha buồn. Dạ. Khi nghe chú nói chuyện, những cái câu chuyện về tương lai, dự tính nhân tương lai này, có bao giờ là chú có làm cho con cảm thấy mũi lòng không? Dạ, cũng con bình thường ta chú, tại chuyện này con cũng tính rồi. À. Con tính chứ bước qua được hay không con chưa biết. À. Tại cái tuổi học sinh thì có cha mẹ ở nhà, thì nói chung mình học về buổi tối rồi cũng có cha mẹ bên cạnh, cũng mình học bài nó cũng thoải mái, đúng không? Dạ. Còn có mình lủi thủi. Cái này là ban ngày á thì sợ là không có ăn có mặc, tối thì sợ có một mình, đúng không? Tối thì sợ có một mình, tương lai á thì lại sợ là không biết như thế nào. Dạ. Gia đình á thì lại không biết khi nào ba mẹ về, có thể về ở chung với mình trong cái căn nhà nhỏ này. Thì đối với một mình Khang thì nó cả là một gánh nặng về tâm lý, về áp lực, mà đã vượt qua là phải có một cái ý chí kiên cường. Và cũng như là hôm nay là chú với lại Đạt đến đây sẽ tin Khang thực hiện được những cái ước mơ của mình dự định trong tương lai, và sẽ tin Khang có một cái nghị lực để mà vượt qua hết tất cả những cái áp lực, những cái rào cản, mà những cái khó khăn mà Khang đang gặp phải. Và không nói nhiều nữa, chắc có lẽ là trời cũng sắp mưa rồi. Dạ. Hai chú cháu mình vô trong để thay mặt cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để gửi một ít tình tài, một ít tiền để cho chi phí cho em học tập sắp tới ha. Dạ. Dạ. Bây giờ thì một cái âm thanh gõ nhất là tiếng mưa nó rơi xuống ở trên cái mái tôn. Dạ. Và cái âm thanh là xa xa là những cái con nhái, con nhóc nhen nó kêu. Và cái khung cảnh nhà nó lại cực kỳ tối. Lý do là ở ngoài trước này nè là không có đèn điện, không có bắt dây điện lên được đó. Rồi học hành là tối là chỉ có cái đèn leo lét thôi, đúng không? Dạ. Đó, bao nhiêu đó, đủ, thấy đủ khó khăn vất vả chưa? Và cái chú sẽ mong rằng Khang sẽ là một trong những cái tấm gương mà hiếu học. Trao tiền thì ra ngoài trước này thì cũng ngại. Dạ. Tuy nhiên ở trong nhà không có điện thì thành thử ra là mới ra ngoài trước này đấy, để cho nó quay những cái thước phim mà cho nó đầy đủ ánh sáng cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn cùng được xem luôn. Tại vì ở trong nhà này bây giờ nó tốt quá trời luôn rồi, không có đèn mà chỉ có đèn học nhỏ nhỏ thôi. Cũng bất ngờ nhiều thứ lắm, là đến đây thì nhà cũng vừa mưa mà cũng tối nữa, không có đèn cô bác quý anh chị, nên là nữ là phải bước ra đây để mà trao số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để cho Cao Khang tiếp bước cái con đường học vấn của mình. Đợt vừa rồi thì Bùi Hồ có thay mặt cho cô My ở Mỹ cũng như là chú Kevin Trần gửi cho Khang 2 triệu đồng trích quỹ của cô chú để gửi cho Khang tiếp bước đi học. Và đợt này xuống đây thì thay mặt cho chú Hồ, thay mặt cho chú Long ở Mỹ Tho gửi 1 triệu đây, và thay mặt cho cô Huệ ở Mỹ gửi 600 ngàn là 1.6 triệu. Nhà không có điện thì chú chơi cái đây là chú Kevin Trần gửi cho chú để gửi cho những cái hoàn cảnh như con. Đây là một cái đèn có thể sạc pin được. Đây biết sạc rồi đúng không? Dạ. Nó có chỗ sạc pin ở đây. Và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời ở trên này. Có thể mình sắp đi ra đi vô được ha. Dạ. Đây. Giật lên thì nó sáng như thế này. Dạ. Đó, sáng có thể làm đèn học được. Đậy xuống thì nó tắt. Hoặc là muốn đi ra ngoài sau vậy đó thì bật cái này lên nè. Có thấy chưa? Dạ. Bật lên là nó sáng nè cô bác anh chị. Đó. Đó, nó có thể mình xài xong á, mình có thể mình bán, mình
mình máng lên dàn cho nó sáng ở trong nhà ha, được chưa? Rồi hoặc là có thể khi mà hết pin mình có thể cầm dây mình đi, hoặc là mình sạc nó cho nó kêu chỗ này nè là năng lượng mặt trời ở đây. Mình có thể còn dây này là dây sạc đây, cầm sạc ở đây nha. Dạ, đầy pin thì thôi, còn cái có một cái chui đây là sạc điện thoại cũng được luôn nha. Thôi à, tiếp theo thì sẽ là tới một cái phần phần quà của Mạnh Thường Quân của Đạt gửi cho em Khang để chấp cánh ước mơ cho em. Hai cầm cái này, cái này là phần quà của chú Long ở Mỹ Tho với lại cô Huệ ở Mỹ ha. Dạ. Con này là chú Kevin Trần ở Mỹ, chú với lại chú Bùi Hồ đó cũng. Dạ. Chú Bùi Hồ cũng thay mặt của chú Mạnh Thường Quân cũng gửi cho con một số thiện tim để nối tiếp con đường học tập của em đó. Dạ. Của con đó thì chú cũng được hai bạn Mạnh Thường Quân là một bạn ở bạn Quỳnh Như ở Đồng Tháp cũng gửi cho con là 500 để phụ cái việc học của con tiếp nối. Và thứ hai nữa là bạn Thảo Lê cũng hỗ trợ cho con 2 triệu để con tiếp tục con đường học tập của con để đạt được cái ước mơ của con là trên con đường học vấn đó. Thì con nói một lời nào gửi đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha. Dạ, con cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ con. Dạ, con sẽ cố gắng học tập trong tương lai để không phụ lòng của tin của mọi người. Vậy là tổng cộng là được 4.100.000 đồng. Cố gắng để xài hết, sử dụng mua gạo, mua thêm bộ quần áo để mà dự trữ gạo nè, quần áo để mà đi học. Dạ. Như điều đặc biệt đó, tại Khang ở nhà mình đó, con trích ra một chút ít đi để con nhờ người làm cái cửa sau cho con đi. Dạ. Con khóa lại. Mua cái ổ khóa nữa. Dạ. Thế vậy chiếc xe mua 10-20 triệu cũng có giá trị lắm. Ở một mình cũng nguy hiểm lắm. Thì hiện tại bây giờ trời cũng mưa lớn đó, cô chú chị có ồn thì cũng thông cảm, nghe dùm Đạt và Bùi Hồ. Rồi thôi bây giờ thì cũng thay mặt cho em Khang xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ và đồng hành cùng với em Khang để chấp cánh cái con đường học vấn phía trước để cho em có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Chắc bây giờ bye bye hai đàn hai, xin chào nha. Bùi Hồ thì đã kết thúc đoạn clip rồi. Tuy nhiên đây là những giây phút thật nhất vì ngoài trời đang mưa. Những cái trận mưa ở ngoài trời á làm cho Khang nhớ thêm nỗi nhớ da diết về người cha của mình. Nỗi lo thì vẫn còn đó. Nhưng mà hiện nay á, ở trong nhà của Khang này, cô bác quý anh chị thấy không? Những cái mưa ở ngoài sao nó tạt, nó làm ướt cả một cái nền nhà như thế này. Và cái nơi mà khô ráo nhất, cái nơi mà em có thể tá túc được ở trong cái ngôi nhà những lúc trời mưa và chập tối như thế này, đó là một cái căn phòng nhỏ chưa đầy 9 mét vuông. Trong cái căn phòng này á, nếu như mà gió từ bên kia tạt qua đó thì sẽ ướt cả cái nơi mà em đang ngủ và em đang làm cái nơi học cho mình. Như cô bác quý anh chị thấy nè, Khang thì chỉ có một cái đèn duy nhất là cái đèn nhỏ nhỏ trong kia kìa, cái đèn bé bé trong kia, đúng không Khang? Dạ. Chỉ có một cái đèn rất là nhỏ thôi, và ngoài trước là không có một cái đèn nào hết á cô bác quý anh chị. Và đây là một trong những cái thước phim mà Bùi Hồ cho rằng nó cực kỳ xúc động về cái hoàn cảnh của một cậu học trò phải sống trong một cái căn nhà mục nát, thiếu trước hụt sau, thiếu cả tình thương lẫn cơ sở vật chất ngay tại nhà để mà em có thể chấp cánh ước mơ trong cái khoảng thời gian tương lai phía trước. Rất mong cô bác quý anh chị sẽ cùng chung tay với em để cho em có thể thực hiện được ước mơ của mình để trở thành là một nhân tài của đất nước, để em có thể giúp đỡ được trước tiên là ba mẹ của mình và bản thân em. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là tá túc mưa một tí xíu nữa thì các chú sẽ đi về. Nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ nha. Các cô, các chú, những người mà giúp đỡ con thì cũng mong con có một cái sức khỏe dồi dào, cố gắng chăm ngoan và học giỏi, và đặc biệt là luôn giữ một cái lễ phép và ngoan như vậy cho đến mãi mãi về sau nữa.